Dự báo thì đến ngày 19 tháng 7 thì mưa ở Nam Bộ sẽ có xu hướng là giảm bớt. Còn trưa chiều cho đến tối mai thì mưa vẫn xuất hiện ở nhiều nơi đó ạ. Do rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ vẫn duy trì hoạt động mạnh, khiến cho gió mùa Tây Nam hoạt động và gây mưa cho nhiều nơi của Nam Bộ. Sang ngày mai thì mưa dông xuất hiện trên hầu khắp Nam Bộ. Những nơi mưa to sẽ tập trung nhiều ở các tỉnh thành của miền Đông Nam Bộ và Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, những nơi có màu xanh lá như trên bản đồ này. Nguy cơ cao là gây ngập úng ở các khu vực trũng thấp cũng như là khu đô thị. Ngày mai thì có mưa nhiều cho nên là nhiệt độ không quá cao. Cao nhất tại thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cao Lãnh, Thủ Dầu Một, Đồng Phú và các nơi khác phổ biến với mức nhiệt là 29 đến 32 độ C. Với Phú Quốc thì dự báo ngày mai mưa cũng sẽ xuất hiện bất chợt, có lúc mưa vừa mưa to, kèm theo đó là dông sét, nhiệt độ không quá cao, 29 độ C. Trên biển, mưa dông gió mạnh vẫn tiếp tục xuất hiện, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Hiện thì Kiên Giang đang ngừng hoạt động tàu phà ở các tuyến từ Rạch Giá đến Nam Du, Rạch Giá đến Phú Quốc và tại Hà Tiên đến Phú Quốc. Dự báo đêm nay và ngày mai thì vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang cũng như vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau tiếp tục có mưa dông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.